những hoạt động vận tải khó khăn và hoành tráng nhất trên thế giới. 5. Vận chuyển gương cho kính viễn vọng. Quá trình vận chuyển hai chiếc gương khổng lồ có sự tham gia của một đội ngũ, các nhà thiên văn học, các cảnh sát và các chuyên gia vận tải hạng nặng. Họ phải mang nó từ Đại học Arizona, Mỹ đến ngọn núi Amiropis cao 3.190m, phải mất 5 tháng để chuẩn bị. Gương và hộp vận chuyển bằng thép có tổng trọng lượng lớn hơn 100 tấn. Được đoàn xe hộ tống đi qua 196 km trên đường cao tốc trong 2 ngày. Sau đó, nó được đặt trên một chiếc xe kéo 48 bánh, được lắp những hệ thống thủy lực độc lập để duy trì tư thế thẳng đứng của gương. Họ phải di chuyển vô cùng khó khăn qua đoạn đường có nhiều dốc cao ở tốc độ 1,6 km/h. 4. Tua bin khí Harrier. Harrier là tua bin khí mạnh nhất và sạch nhất trên thế giới. Nó có khả năng cung cấp nguồn năng lượng sạch cho hàng trăm ngàn ngôi nhà tại Pháp với sức nặng kinh hoàng 800 tấn. Người ta phải chia ra thành nhiều giai đoạn di chuyển khác nhau, giống như giải đua xe đạp Tour de France. Người dân xếp hàng dọc đường để được xem tua bin khổng lồ, dài 109m, nặng 800 tấn, gần gấp đôi một chiếc Boeing 747. Chiếc xe vận chuyển được thiết kế 14 cầu trục để dễ dàng chuyển hướng khi vào đường cua. Đây là một trong những phương tiện vận tải công cộng lớn nhất trong lịch sử châu Âu. 3. Lò phản ứng hạt nhân. Một công ty tại Ả Rập vận chuyển một lò phản ứng hạt nhân nặng tới 1.048 tấn, vượt qua 1.093 km đường sa mạc và những đoạn đường dốc quanh co. Lò phản ứng được vận chuyển trên 2 xe kéo thủy lực và 10 xe tải động cơ chính. Khi leo lên những đoạn dốc, 6 xe tải sẽ đi trước và 4 xe sẽ đi sau và ngược lại khi tới đỉnh dốc. Việc đổi chiều các xe tải phải được điều chỉnh liên tục để đảm bảo phân phối trọng lượng an toàn. Đồng thời, chỉ có một tài xế được điều khiển toàn bộ hệ thống để đảm bảo không mắc phải sai lầm. Hành trình di chuyển gặp vô vàn khó khăn vì gặp những đồn cát có độ nghiêng 8% hoặc những đường dây điện thấp khi đi trên đường dân sinh. 2. Xe đào đất Badger 288. Badger 288 là một cỗ xe đào đất lớn nhất và đắt nhất thế giới. Nó là máy xúc gầu bánh, phục vụ cho việc khai thác những mỏ than lộ thiên. Nó có chiều dài 220m, cao 96m, nặng 13.500 tấn và nằm trên một hệ thống 12 bánh xích. Nó được sản xuất theo đơn đặt hàng của một công ty khai thác mỏ than ở miền Tây nước Đức. Để chuẩn bị cho quá trình vận chuyển tới công ty khai thác mỏ, người ta phải trồng cỏ khắp dọc đường mà xe sẽ đi qua để hút vỏ nước ở dưới đất. Nếu không làm như vậy, cỗ xe khổng lồ sẽ lập tức bị mắc kẹt nếu dưới đất có bùn lầy. Một khi điều đó xảy ra, có huy động toàn bộ xe kéo của nước Đức cũng không thể cứu thoát gã khổng lồ này. Quá trình vận chuyển kéo dài 3 ngày liên tục trên đoạn đường 22 km cùng với sự giúp sức của gần 100 người. Cho đến nay, chưa có cỗ xe nào xoắn được ngôi vương của Badger 288. Nó có giá trị hơn 100 triệu đô la. 1. Vận chuyển táo con thoi Endeavour. Đây là chuyến đi cuối cùng của tàu con thoi Endeavour đến Los Angeles. Nó sẽ được lưu giữ trong bảo tàng sau 20 năm hoạt động. Nó là một tàu vũ trụ thăm dò không gian của NASA, đã từng bay được 184 triệu km và đã hoàn thành nhiệm vụ của mình. Chiếc Boeing 747 được thiết kế đặc biệt có nhiệm vụ vận chuyển và hạ cánh an toàn tại sân bay Los Angeles. Sau đó, tàu con thoi được một chiếc xe vận tải mạnh mẽ và nhỏ gọn đẩy qua các tuyến đường. Nó phải di chuyển 400 km để đến được bảo tàng. Một số nơi phải cắt bỏ đường dây điện để chiếc xe 78 tấn có thể vượt qua. Sau 2 ngày, tàu con thoi đã nằm an nghỉ tại trung tâm khoa học California. Đặc biệt, nền tảng Trondheim. Trondheim là một nền tảng khí tự nhiên ngoài khơi trong lĩnh vực khí đốt của Na Uy. Đây là cấu trúc cao nhất và nặng nhất từng được di chuyển đến một vị trí khác. Là một trong những dự án kỹ thuật lớn nhất và phức tạp nhất trong lịch sử. Nó có tổng trọng tải 1,2 triệu tấn với 369 mét cấu trúc bê tông dưới nước và trọng lượng khô là 656.000 tấn. Họ lắp ráp toàn bộ nền tảng trên bờ, sau đó cho thả nổi và kéo ra ngoài biển. Nó có tổng trọng tải 1,2 triệu tấn. Khó khăn nhất là vận chuyển theo 50 triệu tấn vật liệu xây dựng để nhanh chóng hoàn thành công trình dưới nước. Cuối cùng, sau 5 ngày, đội ngũ các kỹ sư và chuyên gia vận tải đã mang nó tới đích và xây dựng thành công. Từ khi đi vào hoạt động, nền tảng Trondheim đã sản xuất được số lượng khí chiếm 10% của châu Âu. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.